Hàng xong, mày cho bọc ni lông chống ẩm ngay. Ở đây độ ẩm cao, không để thế được. Khi nào thì chuyển hàng đây hả anh? Chưa biết, khi nào sếp bảo chuyển đi thì chuyển đi. Tập trung vào công việc, làm cho xong, báo tao vào nghiệm thu. Cứ theo cái đà này, khoảng chủ nhật tuần sau là xong tất. Ừ, tốt. Tập trung làm đi, dạ. Tao đi đã. Anh ơi, sao đại ca vừa chạy à? Sao mày cứ quan tâm tới ba cái chuyện này làm cái gì vậy? Vô làm tốt công việc của mình đi. Đùa anh, em chỉ mong hầu rượu đại ca đúng lần rồi. Tiếc thế nhờ ông lại đi. Thôi được rồi, vô làm công việc của mình, mau lên. Nè, mấy cưng coi lạ. Xong công việc xuống dưới phục vụ anh em. Dạ. Nhìn mày lóng ngóng bỏ mẹ. Để tao làm cho. Làm được không đấy? Ai rồi? Oách thế nhỉ? Ai dạy mày đây? Chẳng giấu gì mày, trước tao cũng là lính đảo ngũ. Là lính ý. Chắc bắn mày ok lắm đúng không? Cũng tạm tạm. Bắn tốt như này, sao đi làm sát thủ, vừa kiếm được nhiều tiền, tội gì phải làm ở đây? Có ai thuê được mà làm. Giả dụ nhá, nếu tao thuê mày, mày có làm không? Nếu tiền tốt, tao sẽ nhận hết. Này, vấn đề nếu mày dám làm, tao cho mày 100 củ. Thật không? Nhìn mặt tao đi. Tao đang đùa. Thế bao giờ vào đâu? Cái đó cứ bình tĩnh. Bao giờ có hàng tao sẽ bảo với mày. Làm thì làm mẹ luôn đi. Chần chừ sốt ruột bỏ mẹ. Tao bảo phải từ từ mà. Có tao sẽ bảo. Sĩ hết cứ lên làm gì? À. Mà mày nhớ cho tao trước một nửa. Xong việc thanh toán nốt. Tưởng chuyện gì lại tiền đi. Yên tâm, tao là dân chuyên nghiệp, xanh chín rõ ràng. Nếu tiền tốt, chắc tao bỏ mẹ đây đi. Chán lắm rồi. Không được. Việc thì vẫn phải làm, nhưng ở đây vẫn phải ở. Như thế là sao? Hàng ở trong này. Cái gì? Mà thôi, chuyện nó dài dòng lắm, tao sẽ kể mày sau nhá. Có hàng tao sẽ báo với mày nhá.